mời một đại diện, một bạn nào đó trong nhóm mình đại diện cho những thành viên còn lại mình phát biểu, mình chia sẻ. Cuộc chơi sau thì hy vọng mọi người vẫn là đồng đội của nhau. Và tôi nói đơn giản, trong cuộc sống, công việc hàng ngày mình đã có group rồi, thì nếu có vấn đề gì cần hỗ trợ nhau thì mỗi người hỗ trợ nhau một chút, đó gọi là quyết tâm. Và để lại trong lòng mọi người rất nhiều cảm xúc.